Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 10 phút review. Trong tập trước, Thạch Hạo đã dạy cho đám thiên kiêu thiên vật một trận vì dám đưa người nhà hắn ra mà hăm dọa, lại còn đã thương đệ đệ Tần Hạo của hắn. Sau đó hắn trở lại Thạch Thôn của Mao Cầu đi tìm Sơn Bảo, thì đám người thượng giới tiếp nối cũng rục rịch đi vào hư thượng giới, tìm rõ thực hư về việc có phải Hoang gây ra không. Trong tập này chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Thời khắc này trên cửu thiên, Tà Vũ Sinh hét lớn, kêu gọi bạn bè đi tới 3.000 châu để tham gia náo nhiệt. Phấn chấn trong lòng khi nghe được tin tức từ hư thượng giới thì cả người kích động không thôi. Còn tiểu thiên giác nghĩ màu vàng thì lại càng ngay thẳng hơn, nó la hét nói rằng Thạch Hạo chắc chắn không có chuyện gì, đạo hạnh chưa từng bị chém bỏ, chắc chắn là hắn trấn áp tên y hải kia. Yêu Nguyệt công chúa, để ta tìm người yêu cho nhé, đi thôi, đừng có tham gia cái đấu võ đài gì gì kia nữa, mau đi 3.000 châu thôi. Đây chính là thư tay mà Tà Vũ Sinh đã gửi tới cho công chúa của hoàng triều Trường Sinh. Nhóc con Trung Đông, huynh đệ của ngươi đã phục hồi, muốn ngươi tới chiến lần nữa kia. Thập Quan Vương, huynh đệ ta đã bắt được tên y hải kia, ngươi có dám trấn áp một tên khác tới từ thiên vực khác không? Kim Chiển, Vương Huy, Vương Thập, có dám xuống hư thượng giới chiến một trận không? Nếu như có ai sợ chuyện không thể làm lớn được thì đó chính là Tà Vũ Sinh cùng với Thi Giác Nghĩ, không ngừng thả tin tức ra ngoài. Khắp nơi náo nhiệt mời một ít người có tiếng tăm đi hư thượng giới để tìm hiểu ngọn nguồn, nhìn xem thử tên đại hung kia là ai. Liên quan tới những chuyện này thì Thạch Hạo chẳng hề quan tâm làm gì, bởi vì hắn cũng đã ngờ tới được việc này, tất cả đều bàn giao cho Điểu Gia cùng Tinh Bích Đại Gia xử lý. Hiện giờ hắn đang cùng với Bóng Lâm thâm nhập Đại Hoang, không ngừng truy tìm tòa sơn bảo kia. Năm đó sau khi Sơn Bảo xuất hiện trên đời thì rắn lành dương trào đồng thời dẫn tới Cung Kỳ, Thôn Thiên Tước, Chu Yếm, Tiểu Hồng Điểu chém giết đầy kịch liệt để tranh cướp, và lúc ấy Liệu Thần mới từ trong bờ vực tử vong thất tỉnh nên không có tham dự. Thạch Hạo phát hiện ra một chiếc tổ chim rất lớn và cũng rất bất phàm, được bệnh thành từ cổ mọc hắc ngô và nằm trên đỉnh của một ngọn núi đá đang tỏa ra linh khí mờ ảo. Tổ của Thôn Thiên Tước à? Thạch Hạo kinh ngạc. Mặc dù đã trôi qua rất nhiều năm thì hắn cũng không thể nào quên được con hung cầm kia, khắc sâu trong ký ức đây chính là khí tức của nó. Nhưng Thôn Thiên Tước đã chết ở nơi đây không có quá lớn là ý nghĩa. Thạch Hạo quay đầu liếc nhìn Chu Yếm. Chu Yếm gãi đầu nói, người cũng biết năm đó dù cho Sơn Bảo bị ta đoạt được, thế nhưng ta cũng trọng thương gần chết, chân thân phải trốn ở dưới bùn nhão và Sơn Bảo bị ném ở bên trong hồ, sau đó thì thất lạc mất. Năm xưa Chu Yếm đã mất trí nhớ nên quên đi rất nhiều chuyện, mãi cho tới tận nhiều năm sau mới phục hồi, và nó rất hoài nghi Thôn Thiên Tước đã đắc thủ đoạt được thứ này, bởi vì nó đã đi qua chỗ bùn nhão kia và phát hiện ra được tàn vũ của Thôn Thiên Tước. Đương nhiên, nó cũng không thể nào hoàn toàn chắc chắn là con hung cầm này đã đạt được Sơn Bảo. Dù sao thì chúng nó đã đạt đại chiến quá khốc liệt, trên người của nó cũng dính phải một ít cầm vũ và rơi ở gần đó cũng rất bình thường. Thôn Thiên Tước không có ở đây, thế nhưng ta lại phát hiện được từng có một sinh linh rất mạnh mẽ tới đây. Bóng Lòng dẫn Thạch Hạo tiến vào trong chiếc tổ này. Trong này rất yên tĩnh, linh khí mịt mờ, được cùng kim ti thảo bệnh thành, có bồ đoàn và cũng có bồn chứa, là một nơi tu hành yên tĩnh. Bộ tộc ta ngoài 72 biến tướng độ nội danh ra thì còn có một môn thần thông khác, có thể phản bản hoàn nguyên. Tra xét tình hình những năm gần đây còn có một nơi nào đó, Chu Yếm nói, nó bắt đầu thi pháp và bên trong tổ của Thôn Thiên Tước chợt xuất hiện một vệt bóng mờ, đó là một ông lão da dẻ nhăn nheo, mái tóc trắng bóng lưỡng, hình ảnh rất mơ hồ, thế nhưng chắc chắn từng tồn tại. Có người từng tới xà huyệt của Thôn Thiên Tước và tu vi cũng rất là mạnh. Công lực của ta không đủ nên dù cho có truy xét rất lâu cũng không thể xác định được người này là ai. Chu Yếm thở dài, thế nhưng đây chính là manh mối quan trọng nhất mà nó có thể phát hiện ra. Thành Hạo nghe thấy thế thì giật mình, xem ra đại loạn của tám vực năm xưa vẫn còn có một vài cường giả tồn tại, không hề kém thần linh trên đời. Người thử xem nào, Chu Yếm truyền môn cổ pháp này cho Thành Hạo và nói hắn thử thi pháp. Ầm ầm, dòng tố ầm ầm, lúc Thành Hạo thi pháp thì quỷ ảnh trùng lớp, đó là một ít bóng mờ không có liên quan gì xuất hiện, khiến cho nơi đây trở nên âm trầm quỷ khí. Chu Yếm giật mình, nó phát hiện tu vi của Thạch Hạo ngày càng mạnh thêm, từ chân thần tới thiên thần và lại không ngừng xông lên trên. Đạo hành của ngươi sâu tới mức độ nào thế hả? Nó hỏi, đây cũng chính là nghi vấn của ngoại giới. Rất nhiều người vẫn suy đoán hắn đang ở cảnh giới chân thần hoặc cũng đang tìm thấy được ranh giới của thiên thần. Giờ nhìn lại, tất cả mọi người đã đánh giá thấp hắn, hơn xa cả cảnh giới kia. Độn nhất, Thạch Hạo đáp, Chu Yếm nghe dại, kinh ngạc không thôi. Cuối cùng thì nó lộ vẻ cổ quái, tên nhóc năm xưa trưởng thành một bước này ư, thật là hù dạ chết người mà. Đừng nói là hạ giới, dù phóng mắt khắp cả chư thiên thì có sinh linh nào sở hữu tốc độ trưởng thành kinh người như vậy. Đánh vỡ thần thoại, đúc nên con đường vô địch, Chu Yếm thở dài, nó biết, con đường trong tương lai của Thạch Hạo thì người ngoài đã không thể nhìn thấu được nữa, nhất định sẽ phi phàm không gì sánh được, đồng thời cũng sẽ có vô vàn kiếp nạn, một đời của những nhân vật như vậy không thể yên bình được. Ồ, rõ rồi kìa, đó cũng là một con ma cầm ư, Chu Yếm kinh ngạc. Thành Hạo cũng lộ vẻ khác thường, ông lão kia ngày càng rõ ràng hơn, tóc bạc thưa thớt, lưng còng cọm và cuối cùng hóa thành một con thiên nga. Phản bản hoàn nguyên, cảnh tượng của ngày xưa tái hiện và bản thể của nó cũng xuất hiện theo. Không thể nào, Bóng Lòng biến sắc. Nó là ai, mày biết à? Thành Hạo vô cùng kinh ngạc, đây chính là Thiên Ngang Thánh Giả, Bóng Lòng đáp. Thạch Hạo ngẩn người rồi sực nhớ ra, đây chẳng phải là sư tôn của Thôn Thiên Tước ư? Có lời đồn lại rằng Thôn Thiên Tước đã được Thiên Nga Thánh Giả chỉ điểm nên chính vì thế tu vi mới có thể từ từ mạnh mẽ lên. Thế nhưng lúc Thiên Nga Thánh Giả ở tuổi xế chiều thì nó đã nuốt trọn Thiên Nga. Có thể nói Thôn Thiên Tước đã mất sạch tên tuổi ở hoang vật, rất nhiều người khinh khi ra mặt và phỏng hạnh của nó, nhưng vì sự mạnh mẽ của nó nên người nào cũng không dám đi giết nó cả. Thú vị, một người đã chết lại xuất hiện ở đây và mang đi sơn bảo. Thạch Hạo nhìn thấy được trong tay của người nọ còn có một mảnh xương trắng bóng như ngọc hình lập phương.
Chủ ý một mực chắc chắn rằng đó chính là thứ mà nó đã thất lạc năm xưa. Tu vi của người này không kém, Thành Hạo nói. Lão già này khiến cho người khác không rét mà run. Ai cũng nói lão và lúc tuổi già tinh lực cạn kiệt nên đã bị thôn thiên tước ăn mất. Thế nhưng giờ lão vẫn còn sống. Chủ ý hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng hiện tại Thành Hạo với cảnh giới độn nhất đã trở về nên nó cũng không quá là lo lắng gì nữa. Điều tra cho rõ, năm xưa Thiên Nga Thánh Giả tu đạo ở nơi nào, chết đi ra sao, yêu thích đi nơi nào. Sau khi đã thu thập được những tin tức liên quan tới lão thì không tin sẽ không tìm được. Thành Hạo nói, chính xác, không ngờ lại có phát hiện quan trọng như thế này, sắp sửa thấy sơn bão rồi, bóng lòng nói. Sư phụ, phía dưới môn rất là náo nhiệt, có rất nhiều người xuống đây, ồn ào vô cùng, và lại cũng có người nhắc tới tên của sư phụ nữa đó. Sư phụ có muốn đi gặp không? Xích Long đã tới. Giới môn của hư thần giới đã được phong ấn lại. Điều giả cùng với tinh bích đại gia cũng không muốn đau đầu, nên đóng luôn cánh cửa này, chặn đứng đám người ở bên kia để nơi đây trở nên yên tĩnh. Thành Hạo nghĩ đi nghĩ lại nói, người tới đó truyền ra một câu, hoàng đã bị phế bỏ, không thể nào tiến vào hư thần giới được, không cách nào đi gặp mẫu nhân. Xích Long các cô nghe thế thì há miệng, sắc mặt vô cùng kỳ quái. Tên sư phụ bị ổ này chẳng phải là kẻ tốt lành gì, muốn lừa gạt người để sau này dù họ vào bẫy à? Chẳng phải sư phụ rất tốt đó sao? Vả lại bọn họ tiến vào từ hư thần giới này thì thế nào cũng biết được chuyện. Các cô lẩm bẩm, bớt nói nhảm, nói ngươi đi thì ngươi cứ đi, chẳng phải bọn họ không thể xuống đây được à? Thành Hạo quát lớn. Cuối cùng phía giới môn của hư thần giới được Xích Long nhắn gửi, cách nhau một cặp cửa đá truyền sang nói cho người của thượng giới biết, hoàng đã bị phế, hiện tại không cách nào tiến vào quốc gia tinh thần được nữa. Không thể nào, làm sao hoàng sẽ bị phế được chứ? Có người không tin lớn tiếng hét. Đây là một số người có thiện ý với Thạch Hạo, rất muốn hắn sẽ sáng tạo nên kỳ tích và một ngày nào đó tái hiện lên thế gian, không chấp nhận sự thật này. Huynh đệ của ta làm sao có khả năng bị phế được chứ? Dù là dính cả chiếc thiên chú thì hắn cũng có thể chịu đựng được mới đúng. Tà Vũ Sinh gầm nhẹ, mà Thiên Giác Nghĩ lại càng phẫn nộ hơn, nện thẳng lên giới môn. Một nhóm bạn bè cũ của Thạch Hạo thở dài, không có chuyện gì tệ hại hơn chuyện này, không ngờ Thạch Hạo đã gặp bất trắc và bị phế bỏ như thế. Ha ha ha, có người cười lớn, có đám người của Vương gia Kim gia trên Cửu Thiên, tất nhiên cũng có các giáo chủ của Ba Ngàn Châu như Thiên Quốc, Minh Thổ, cười cái rắm, coi chừng ông mày làm thịt sạch các ngươi. Tiểu Thiên Giác Nghĩ trợn mắt đầy lạnh lẽo về mặt mấy người kia. Người trẻ tuổi chớ có kích động, chúng ta cũng chỉ nghĩ tới một vài chuyện khác mà thôi, có người nói. Đừng có động thủ, Tà Vũ Sinh nói nhỏ, bởi vì sứ giả của thiên vật cũng đang ở đây, bên cạnh hắn còn có vài người đang trầm mặc không nói một lời nào, tuyệt đối đều là các đại cao thủ. Ba vị nhân tài của thiên vật vừa mới tiến vào hư thần giới đã biến mất, thì làm sao bọn họ không tức giận chứ? Bọn họ tới từ thiên vật và gặp khó dễ ở ngay hạ giới thấp bé này, thành ra xin phản cảm. Nhưng với sự tự ý hành động của ba người này, tự động rời khỏi đường ngũ sứ giả và tùy tiện tiến vào hư thần giới, cũng làm cho bọn họ oán hận nhất định. Chỉ có điều, cùng với từ tiên vật, mặc kệ ba người trẻ tuổi kia sai như thế nào, thì trong mắt của sứ giả cũng chỉ có bọn họ mới có quyền trách phạt. Người điều khiển hư thần giới xin rời ra nói một lời. Nhưng lúc này vị sứ giả này lên tiếng, thân phận của hắn không hề bình thường. Nhưng mà gặp phải ngay Điệu gia cùng với Tinh Bích đại gia, bởi vì hai đại gia này chẳng hề đếm xỉa tới, biểu môi nói chuyện với nhau. Kẻ kia có thể ra lệnh cho chúng ta à? Không thể, vậy thì nói hắn cút đi. Long Nhi, lại đây, nói cho bọn họ biết, hư thần giới cũng không phải là nơi bọn họ có thể tới, nhanh nhanh cút đi. Xích Long chẳng biết nói gì nữa, đầu tiên là cái tên xưng hô Long Nhi không được tự nhiên kia, kế nữa là phương thức xử lý chuyện của hai ông lão này quá là cứng nhắc, còn qua loa hơn cả tên sư phụ bị ổi kia của mình. Cứ nói như vậy, các cô hỏi. Ừ, cứ nói như thế. Xích Long nhắm mắt đi tới trước môn rồi vỗ vỗ nói, đừng có ồn ào nữa. Giới chủ, à, người quản lý hư thần giới nhờ ta nói rằng, cút hết đi, đừng có đứng ở đây làm chướng mắt của bọn họ, mọi người bên kia đều á khẩu. Hư thần giới sao lại quỷ quái thế này, cứ thế bọn họ cút, kể cả là sứ giả của thiên vật cũng giật mình không dám tin vào tai của mình. To gan, người có biết đang nói chuyện với ai không đó hả? Trong thiên hạ này đều nghe theo sự chỉ huy của thiên vật, bọn người dám cãi lời à? Một người quát lên. Hai vị lão gia giờ lên chửi gì nữa đây? Xích Long thỉnh giáo, hắn không biết đối đáp ra sao nữa. Trẻ nhỏ dễ dạy, Điệu gia khen ngợi. Đi, nói cho tên khốn kia biết, về thiên vật thỉnh giáo chút rồi hắn trở lại đây, nếu không sẽ chuốc họa cho chính mình. Tình Bích đại gia bình tĩnh nói. Xích Long các cô rất vâng lời, đi tới chế nhạo sỉ nhục khiến cho đám bên kia chỉ biết hai mắt nhìn nhau. Lão già bên này nói, các ngươi mau mau tè quần trở về thiên vật thỉnh giáo các đại nhân vật của mình, hỏi xem thử đây là nơi nào, còn dám dương oai thì đập chết toàn bộ. Sau khi nghe được mấy câu này thì Điệu gia cùng với Tình Bích đại gia đều trợn tròn mắt, cảm thấy tên nhóc này không hiền lành gì. Bị tên khốn Thạch Hạo dạy hư rồi à? Dòng dõi chân long, ông cho rằng đều là người lương thiện à? Năm xưa là chủng tộc từng đạp lên vô số hài cốt để quật khởi, không phải hiện đang gì đâu. Các cô lầu bầu, thế nhưng cũng không có cách nào cả. Bên kia lại như là vỡ tổ, mấy người tới từ tiên vật tức giận không thôi oanh kích lên giới môn. Mấy ngày sau đó, phía giới môn không cách nào yên tĩnh được, những người kia chẳng hề rời đi. Mặc kệ nơi này, Thành Hạo dựa vào những manh mối đã điều tra được, tự mình đi truy tra tâm tích của Thiên Nga Thánh Giả, vận dụng bí pháp như phản bản hoàng nguyên để truy tra tung tích. Tới cuối cùng hắn cũng có chút đột phá, vẫn tin Thiên Nga Thánh Giả vẫn còn sống và đang tu hành bí pháp nào đó. Hiện giờ trốn ở bên trong hồng vật. Đi, đi xem thử sơn bão tới cùng là thứ gì, Thành Hạo cùng với Chu Yếm chuẩn bị lên đường.
Nhưng ngày hôm đó Xích Long lại tới và báo cho hắn một tin tức. Điệu gia và Tên Bích đại gia phiền muộn không thôi, sau đó đã mở ra giới môn và đưa đám người kia xuống. Thạch Hạo thất kinh, hai ông lão này muốn gây phiền phức cho hắn à? Hắn vẫn không có dự định gặp gỡ đám người kia, muốn sống an nhàn ở hạ giới này, muốn sinh hoạt đúng khuôn khổ nơi đây, không muốn lại bị người khác ngó nghiêng nhìn chằm chằm nữa. Hiện giờ chính là thời kỳ ngủ đông của hắn, thật lực không đạt tới một cảnh giới nào đó thì hắn nghĩ mình sẽ không lộ diện. Đám này tiến vào hư thần giới, rất có thể sẽ gây nên một cuộc rối loạn, để ta vào giữ xem hai lão già kia muốn làm gì. Thạch Hạo nói. Bọn họ cũng không có làm loạn gì mà là bị nhốt cả rồi, đang ở bên trong một khu vực đầy sương mù. Hiện tại hai lão già đó rất là đau đầu, hình như khu vực đó dù là hai lão cũng không thể khống chế hoàn toàn được, Xích Long nói. Việc này làm cho Thạch Hạo ngây người, quả nhiên lại kiến thức được sự vô căn cứ từ cỡ nào của hai lão già này. Sao bọn họ lại làm như thế chứ? Thạch Hạo không hài lòng, không vừa mắt đám người đó nên muốn trừng trị bọn họ. Hai vị tiền bối từng nói khu vực này chính là địa phương rèn luyện hiếm thấy cho sư phụ, có thể giúp cho sư phụ đột phá lên cảnh giới chí tôn, Xích Long đáp. Thành Hạo sững sờ không nói gì nữa, cứ thế tiến vào hư thần giới. Hư thần giới rất là yên tĩnh, đám người của giới này cũng không biết có sinh linh mạnh mẽ của thượng giới đã xuống được gì đây. Xích Long dẫn đường tới chỗ cần tới. Ồ, hay đó chứ. Thành Hạo khá là kinh ngạc, khu vực này không hề tầm thường chút nào, tự như đi lại trong đầm lầy, thiên địa ẩm đạm, sương mù cuồn cuộn, trong miệng mũi đều dính đầy mùi vị của một nát thối rữa, đây là hư thần giới, thế nhưng xét theo cảm quan thì chẳng hề khác biệt với thế giới hiện thực gì cả. Khu đầm lầy này khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn, những cảnh vật nhìn thấy được khiến cho người khác mắc ói, bởi vì trong đầm lầy còn có từng vũng nước, nếu nhìn kỹ thì nó có màu đỏ tươi là máu, bên trong nước bùn lại có xương sọ thối rữa, có cánh tay đầy tơ máu. Xích Lòng từ bên trong bùn nhão móc lên mấy con người đang mang theo mùi hôi thối. Nè, tu vi của ngươi bay đâu sạch rồi hả? Ngay cả bước đi cũng không được à? Thành Hạo trách mắng. Với tên đệ tử này, hắn không hề nể nang gì cả. Bực tức thì sẽ trách mắng. Thế nhưng thi thoảng trong đòn roi cũng có chút quả ngọt. Chỗ này đã giam cầm tu vi nên còn không cách nào bay lên được. Khi bước lên thì chắc chắn sẽ bị lún xuống rồi. Xích Lòng không phục. Thế nhưng khi hắn quay đầu lại thì chợt choáng váng. Thân thể của Thành Hạo nhẹ nhàng đạp bên trên nước bùn, không hề dính chút dơ bẩn nào. Giày trắng sạch sẽ, chẳng có chút vết dơ. Vì sao thế? Hắn từng xuất toàn lực cũng không cách nào làm được. Xác định được vùng không gian này đã cấm chế toàn bộ pháp đạo, hết thảy các sinh linh đều giống như là phàm nhân. Nếu đi nhầm vào trong thì sẽ bay sạch đạo hạnh. Nhưng hình ảnh hiện tại đã xung kích hắn không hề nhỏ. Tên sư phụ bị ổ này vẫn bình yên vô sự. Sư phụ, làm sao được như vậy? Xích Lòng không hiểu, thế nhưng hắn cũng đã nhìn ra được. Hơn nữa Thành Hạo chỉ có thể làm tới mức này, cũng không thể ngự không bay đi được. Dưới chân của Thành Hạo phát sáng và bay ra thần mang tầm 3 tấc, giúp cho hắn cách mặt đất 3 tấc. Hết thảy xương thịt thối rữa đều cách biệt với bàn chân, việc này lại càng khiến cho Xích Long thất kinh hơn. Đây là một khu vực rèn luyện hiếm thấy, ấy vậy mà ngươi không biết trân quý gì cả. Nếu như ngươi có thể cách mặt đất một tấc thì đủ hoàn hành trong cùng thế hệ rồi, Thạch Hạo nói. Hắn rất trịnh trọng và đầy nghiêm túc, bởi vì hắn đã nhìn ra được nơi đây vô cùng phi phàm, vận dụng đạo hạnh một thân để chống lại thì mới có thể tới một bước này. Đây chính là vùng đất mà chí tôn đại chiến, người có nhìn thấy hay không? Xương cốt trên đất đều là của chí cường giả chết đi lưu lại đó, từng có một ít sinh linh tiến hành cuộc đại chiến nguyên thần đỉnh cao và sau đó khiến cho nơi đây trở nên tả tơi. Trong hoàn cảnh như vậy thì tuyệt đối là sân thí luyện tốt nhất đối với ta, Thành Hạo giáo huấn đệ tử của mình. Tuy rằng Xích Long muốn lên tiếng, thế nhưng cũng không biết bác bỏ điều gì cả, chỉ có thể trầm mặc rồi vận chuyển pháp lực chống trả. Cuối cùng hắn cách mặt đất nhiều nhất cũng chỉ nửa tấc, nếu tiếp cận một tấc thì đầu đầy mồ hôi hột vô cùng vất vả. Đã thấy được trên là chưa? Người với ta là hai cấp độ khác biệt. Thành Hạo chẳng nể nang gì, đồng thời ra vẻ dương dương tự đắc, cực kỳ tự luyến. Dáng vẻ này chẳng hề giống với người làm sư phụ gì cả, dù gì cũng không được như vậy chứ. Làm sư phụ mà lại như thế à? Sắc mặt của Xích Long vô cùng khó coi, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Tới chỗ cần tới, khu vực này lượn lờ tinh lực, đầm lầy là màu đỏ tươi, bên trên là bùn nhão hay là hết tương, cơ bản không hề nhận biết được, làm người tới đây không cách nào thoải mái. Ở nơi này, Xích Long đầm đìa mồ hôi, cả người ướt sũng, hắn cũng không hề khuất phục, vẫn không ngừng vận công về Thạch Hạo để chống cự lại áp lực vô hình này, thế nhưng lại quá là vất vả, hắn tự như không thể chịu đựng được nữa. Ngoan, chớ có cưỡng cầu, Thạch Hạo vỗ vỗ bả vai của hắn. Phụt, Xích Long bị hắn vỗ một cái, lập tức hai chân ngập sâu vào trong đống thịt nát, hắn tức giận trừng to hai mắt, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào cả, không cần biết sao đo với tên sư phụ bất lương này. Rất nhanh thì Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, hắn nhìn thấy được một vài cổ nhân đang ở bên trong khu vực sương mù phía trước, đang phân tán tựa như là người mù đang tìm kiếm thứ gì đó. Bọn họ đang tìm kiếm ra đó, hai lão già kia từng nói sau khi tiến vào thì sẽ mất phương hướng. Sư phụ có dám tiến vào không? Xích Long khiêu khích. Một lát sau các cô đã rõ ràng việc tự mua dây buộc mình là ra sao và cũng biết được tên sư phụ bị ổ này bất lương tới mức nào. Thành Hạo chụp lấy cổ rồi nắm hắn vào bên trong. Tụm tụm. Xích Long nện thẳng xuống vũng bùn màu máu, đồng thời va chạm với người bên trong, hai bên đều bật thốt lên. Nhóc con, ngươi từ đâu tới đây hả? Người lớn nhà ngươi không có dạy nên đi như thế nào à? Đó là một người trung niên với tính khí nóng nảy, vùng bàn tay tát mạnh. Kết quả tình khí nóng nảy của Xích Long còn lớn hơn, hắn gào lớn bắt chặt lấy cánh tay đó, rắc bẻ gãy làm đôi. Vì tên sư phụ bị ổi ném vào như vậy khiến cho thịt nát bên dưới đầy người, Xích Long ẩn chứa cả bụng hỏa khí cho nên tức giận vô cùng. Cuối cùng hắn đập bay kẻ này trên mặt bùn nhão rồi bồi hồi thêm vài phút nữa thì mới thoáng thở ra một hơi. Cách đó không xa, bên ngoài sương mù thì Thành Hạo đứng xem say sưa, ánh mắt của hắn sáng rực bởi vì nhìn thấy được một vài cổ nhân. Tên bị Xích Long đập bay kia chính là một trưởng lão của đại giáo ở Ba Ngàn Châu, kết quả đã bị chỉnh đốn như thế. Người của thiên điện không xuống à, nếu như bắt gặp ta thì không hầm sống các ngươi thì ta không phải là Thạch Hạo. Thành Hạo tìm kiếm xung quanh, rất nhanh sau đó thì hắn thấy được một người quen cũ, nên gọi nàng là Nguyệt Thiền hay là Thanh Y đây. Nàng với áo trắng như tuyết đang mù mờ tìm kiếm nơi đó.
Phạm là những người tiến vào đều mù mờ mất phương hướng, không tìm được đường về. Hai gái cướp đây, tâm trạng của Thạch Hạo rất tốt nên đứng ở khu vực biên giới của sương mù rồi hô lớn về một bóng người đầy xinh đẹp quyến rũ, gọi là Thanh Y cũng được, mà Nguyệt Thiền cũng chẳng sao. Hiện giờ hai người đã dung hợp, nàng rất giật mình và không ngừng đề phòng cũng như tìm kiếm tên địch ngã ngớn kia. Xem ra ngươi cũng không có thứ gì cả, cũng không có pháp bảo, lại chẳng có kỳ chân gì, chỉ còn sót lại chút sắc đẹp, vậy thì cướp tí được. Thạch Hạo cười cười vung tay trở về trước. Hả? Chỉ tay của Thành Hạo bắn ra tầm hơn một trượng, không thể không nói nơi đây áp chế đạo hạnh của người tiến vào tới cực hạn. Mạnh mẽ như hắn đã vượt qua cực cảnh mà cũng chỉ có thể làm tới một bước này. Nhưng dù là vậy cũng khiến cho người kinh sợ rồi. Nếu như là những tu sĩ khác nhìn thấy thì sẽ lộ vẻ chứng kinh đầy mắt. Bởi vì những người khác đều bị áp chế tới mức tự như là phàm nhân, vậy mà hắn còn có thể triển khai bí thuật, có đủ vốn liếng để nhìn xuống quần hùng. Yêu nhân phương nào? Ngụy Thiền rút lui, tà váy bên dưới mang theo chất đỏ tươi, nó chính là thịt nát đã nhuộm thành. Bất luận sinh linh nào tới đây thì sau thời gian dài cũng không thể không chạm đất được, chắc chắn chân sẽ ngập vào trong thịt nát không thể giữ vững được. Một vệt gió mát xẹt qua chóp mũi khiến cho thân thể cao ráo của nàng căng cứng, ngón tay trắng muốt như ngó sen múa lượn, dùng hết khả năng kết ra bộ thiên ấn, thế nhưng lại vô cùng khó khăn. Đứng gần như vậy mà nàng cũng không thể nghe thấy lời nói của ta luôn à? Xem ra sương mù này còn có điểm kỳ quái khác, Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn đang lưỡng lự có nên tiến vào hay không. Nếu như tiến vào tuy rằng có thể quét ngang được một nhóm người, thế nhưng hắn cũng sợ bản thân sẽ trở thành kẻ mù loà mù mờ, lẩn quẩn không nhìn thấy lối thoát. Nếu như vậy thì việc vui quá lớn, Hà Lão Gia kia chắc chắn sẽ đứng một bên xem trò vui, háo hức nhìn hắn ăn quả đắng. Điệu Gia, Tên Bích Đại Gia, hai ông đang ở đâu đó? Nhanh nhanh xuất hiện đi nào. Thành Hạo bắt chuyện, thế nhưng tiếc rằng không ai phản ứng cả. Hắn nhíu mày suy nghĩ rồi tiến vào trong đầm lầy này. Ở đây hắn tự như là mãnh hổ, dù sao sinh linh tới từ thượng giới đều có cả nhóm lớn là kẻ thù của hắn, nên hắn cũng không sợ sệt gì. Nếu như gặp phải thì chắc chắn chủ của thiên quốc cùng với sinh linh của thiên điện sẽ bị lột sống. Đương nhiên cũng nên đi cứu người trước cái đã. Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là Nguyệt Thiền. Vèo, chỉ giây lát sau thì thiên địa biến đổi, phong vân thất sắc, tiếng sấm đình tai nhức óc. Rõ ràng là rất gần, thế nhưng một khi tiến vào thì lại như xa vô tận, khoảng cách như dài tới cả trăm dặm. Đây là ảo giác ư? Thành Hạo ý thức được việc bỏ đi ngũ giác, muốn dùng bản tâm để đi ngắm nhìn mới được, cho nên tốc độ của hắn vẫn bất biến, rơi tự do xuống mặt đất và tin tưởng phán đoán trước kia của mình, tự như đã phóng qua mấy trăm dặm chỉ trong cái chớp mắt kia. Phịch, Thạch Hạo rơi từ bên trên mặt đầm lầy khiến cho dòng máu tuôn tóe, thế nhưng trên người của hắn chẳng hề nhiễm chút nào, một tầng ánh sáng màu vàng nhạt lan tỏa bảo vệ ngoài thân thể của hắn. Nếu như có dòng dõi cổ tăng ở đây thì chắc chắn sẽ rất là kinh hãi, đây chính là bất hoại kim thân, thậm chí là cấp độ còn cao hơn nữa, vạn pháp tương thông, với một cấp độ nhất định thì những pháp và đạo đều có những điểm tương đồng. Chớp mắt đáp xuống mặt đầm lầy thì âm thanh dòng tố biến mất, ánh điện cũng chẳng còn, có cũng là sương mù cùng với một vệt bóng người mờ ảo đang ở phụ cận. Người là ai? Nguyệt Thiền rút lui, thủ thế chờ địch. Thạch Hạo xoa xoa gương mặt, phút chốc miệng đầy răng nanh. Cũng chỉ mỗi mình hắn thì ở đây, hắn vẫn có thể vận dụng được bí thuật để thay đổi hình thể. Bản tọa chính là đại hung hoang vật, đang thiếu mấy vị phu nhân áp trại. Ngươi đã được tuyển chọn. Dứt lời hắn giơ tay lớn. Nguyệt Thiền cứng họng muốn vung tay bạc tai một cái, đây là sinh linh gì thế? Nói năng bậy bạ, về việc thiếu phu nhân thì đã quá đáng lắm rồi, thế mà hắn còn nói thiếu tới mấy vị và mình là một trong số đó, không thể nhẫn nhịn được. Nhưng giao thủ trong phút chốc thì vẻ mặt của Nguyệt Thiền liền thay đổi, dù cho đầu ngón tay của nàng không gần tỏa ra từng mang thì cũng không cách nào chống cự được. Thành Hạo kinh ngạc, sau khi Nguyệt Thiền cùng Thanh Y dung hợp thì đã mạnh mẽ hơn trước, đây là một đoạn dài. Thế nhưng va chạm sau vài chiêu thì Thanh Y vẫn bị Thành Hạo hạn chế, không phải là đối thủ. Việc này khiến cho nàng biến sắc, sau khi nhìn thấy cái miệng to lớn như chậu máu của sinh linh kia đang tiến lại gần thì vẻ mặt xinh đẹp liền biến sắc. Khà khà, phu nhân, đi thôi nào. Thành Hạo nhấc bổng lên. Trước mắt Nguyệt Thiền biến đen, vừa bước xuống hạ giới lại gặp phải một tên đại hung và bị hắn bắt đi như vậy. Thần công của nàng vừa thành, việc này đã kích nàng quá lớn. Không đúng, ngươi là Thạch Hạo. Đột nhiên trong lòng này chợt rung lên rồi thở nhẹ. Khi bị người này vác ở trên vai thì nàng chợt ngộ ra. Khốn nạn. Nàng dùng sức lực gập gõ, vừa nãy chỉ vì quá là thất kinh nên đã rối tung rối mù. Hiện giờ sau khi bình tĩnh lại thì nàng tin chắc rằng chỉ có mỗi Thạch Hạo mới có sức chiến đấu như vậy, có ưu thế áp chế hoàn toàn các đội nhân mã. Ngoan ngoãn một chút đi, bản tòa được mệnh danh là đại ma vương vô tình đó, Thành Hạo y hiếp nói. Vô tình cái con khỉ nè, còn dám lừa cả ta nữa à, còn muốn trấn áp nữa hả? Thành y giãy giụa kéo kéo lỗ tai của hắn. Bốp, kết quả bờ mông căng mọng ấy đã bị quất cho một cái, tiếng vang lanh lảnh, lực đàn hồi cực tốt. Sau khi yên tĩnh trong chớp mắt thì gương mặt trắng mịn của Nguyệt Thiền tự như là bị ứ máu, đỏ đậm như mây màu. Tên họ Thạch kia, ta liều mạng với người. Nàng thẹn quá hóa giận, không ngừng dãy dụa, gặm cắn nơi bả vai của Thành Hạo, quá ngại, không ngờ là bị tên khốn đánh ra bộ dạng như thế này. Lúc này tâm lý của nàng vô cùng mâu thuẫn, sau khi hai thân dung hợp thì tâm tình của Thanh Y vô cùng thân thiết với Thành Hạo, mà tâm tình của Nguyệt Thiền thì lại bị căm thù Thành Hạo. Đây chính là tai hại khi hai thân dung hợp với nhau vẫn hoàn toàn không có trở thành một người. Khà khà khà, đều là phu thê với nhau cả, đừng nghịch nữa nào. Thành Hạo vỗ vỗ bắp chân dài của nàng, đồng thời tiến nhanh về trước, thả cái tay thối tha của ngươi ra mau, nếu không ta sẽ liều mạng với ngươi. Thành Hạo truyền âm về hư không nói. Điệu Gia, Tình Bích Đại Gia, nên có chừng mực đó nha, ta muốn dẫn người rời khỏi đây. Kết quả vẫn chẳng có phản ứng gì, thả ta xuống ngay. Nguyệt Thiền chỉ dụa, Thành Hạo cười ha hả thả nàng xuống. Thần sắc của Nguyệt Thiền vô cùng phức tạp, nhìn hắn từ trên xuống dưới nói. Tù vị của ngươi không hề bị phế bỏ, nói như vậy tên y hải kia là do ngươi trấn áp. Chuẩn bị phế rồi, đầu đó chừng chưa tới nửa tháng rồi thôi. Mạng của ta rất lớn nhưng lại không thể nghịch thiên được, chỉ là giảm thời gian phát tác của chiếc tiên chú thêm mười mấy ngày nữa mà thôi. Thành Hạo than thở. Nguyệt Thiền yên lặng một hồi, sau đó lại hỏi. Thật à?
Ồ, kia là tu sĩ của Minh Thổ đúng không ta? Tới xem chút nào. Thạch Hạo nhìn về một bộ xương khô vàng óng đang hành tẩu ở bên trong sương mù kia. Ê, bộ xương khô kìa, đưa tiền lộ phí nào. Tiếng gào truyền tới khiến cho bộ xương khô thất kinh thối lui về sau. Ngươi là ai? Hiển nhiên vẻ mặt bộ xương khô vàng rất là nham hiểm và tàn lạnh. Ở nơi đây không một ai có thể nhanh chóng nhận ra sinh linh miệng đầy răng nanh là Thạch Hạo được. Bản tọa chính là đại hung hải giới trong miệng của các ngươi đó. Nạp mạng đi. Thạch Hạo quyết đoán xuất thủ. Đối với đám người của Minh Tổ Thiên Quốc thì hắn chẳng hề có lòng dạ mềm yếu gì cả. Năm xưa hai giáo này không gần ra tay với hắn, mà trước đây không lâu chính hai giáo này là người phất cờ reo hò muốn phê hắn. Chỉ một quyền thì bộ khung màu vàng này đã bị đánh tan, hóa thành từng mảnh mưa ánh sáng. À, ai có diệt hồn châm không? Cho mượn dùng chút nào. Thạch Hạo hô lên, đồng thời cũng nhìn về phía Nguyệt Thiên. Không đúng, sao trong mưa ánh sáng lại hòa lẫn thịt nát thế này, vẫn chưa hề bỏ chạy. Nguyệt Thiên liền giật mình, nàng đang ngó chừng mảnh mưa ánh sáng kia. Nói như vậy, nếu như tu sĩ ở hư thần giới không bị người bắt và trấn áp thì một khi chết đi, nguyên thần hóa thành mưa ánh sáng có thể đào tẩu rời khỏi quốc gia tinh thần và trở lại thân thể. Hiện giờ Thạch Hạo và Thanh Y đều thấy rất rõ ràng, mưa ánh sáng này là bị bề mặt màu máu của đầm lầy hấp thu sạch. Tới giờ phút này thì Thạch Hạo mới ý thức được nơi đây nguy hiểm tới cỡ nào. Nếu như chết ở đây thì mang ý nghĩa cuộc đời cũng sẽ đi tới hồi chung cuộc. Hắn thầm chửi rủa về dương chơi lớn này của Điểu gia cùng với Tinh Bích đại gia. Tà Mập đang ở bên kia, linh giác của Thạch Hạo ở nơi này vẫn nhạy cảm như trước, mạnh mẽ hơn những người khác cả một đoạn dài, nên đã vác theo Thanh Y nhanh chóng vọt tới. Vừa phát hiện ra Tà Vũ Sinh, hắn tự nhiên là một vệt ánh điện im lặng chớp mắt tới phụ cận. Bịch, Thạch Hạo vỗ lên bả vai của Tà Vũ Sinh một cái khiến cho hắn sợ hãi hét lớn. Nửa người nhấn chìm xuống thịt nát vô cùng giật mình, lại có người có thể áp sát tới bên cạnh và dễ dàng ra tay như vậy thì làm sao hắn không sợ chứ? Nếu như người này mang theo ý ác ra tay với hắn thì chẳng phải là đã nguy rồi ư? Ngươi là? Tà Vũ Sinh dựng đứng tóc gáy nhìn sinh linh với một chiếc giọng đầy răng nanh. Bản tọa chính là đại hung hạ giới, nhóc con nhận ra ta làm chủ, nhanh bái kiến đi nào. Thạch Hạo cười tươi tuyết giới thiệu, dứt lời đưa tay vò vò chiếc đầu của Tà Mập. Là ngươi? Trong mắt của Tà Vũ Sinh lộ vẻ mừng rỡ, bởi vì hắn nhìn thấy phía sau chính là Nguyệt Thiên thì liền đoán ra đây là tên nào. Nhỏ nhỏ giọng chút nào, Thạch Hạo nói. Ha ha ha, Tà Vũ Sinh cười đầy vui sướng, cao hứng hô lớn nói. Người của tiên điện từng thề rằng người đã bị vé cười nhạo khinh bỉ ngươi, hiện giờ lại đang có một tên hoang sờ sờ xuất hiện, không biết sau khi biết thì sẽ có bộ mặt ra làm sao đây. Ồ, người của tiên điện cũng tới à? Ở nơi nào? Ta rất nhớ bọn họ, Thạch Hạo nói. Vừa nghe thấy lời thì Tà Vũ Sinh há lớn miệng cười ha hả, đây tuyệt đối là phong cách của hoang. Vừa rồi ta còn thấy bọn họ, thế nhưng đã tách ra chứ không có đi chơi chọc làm gì. Tà Vũ Sinh chỉ về một phía. Còn nhiều người lắm à? Thạch Hạo hỏi. Ừ, còn có một ít cường giả đi cùng với sinh linh của tiên điện, Tà Vũ Sinh gật đầu. Vậy thì càng dễ xử lý nữa, giảm bớt việc phải đi tìm từng người một. Đi nào, xem ta đốt cháy đám giáo chủ đó nè. Thanh Hạo hùng dũng phất tay lên đường. Tà Vũ Sinh cùng với Thanh Y hai mắt nhìn nhau, còn cần phải tàn nhẫn như vậy hay không? Kha kha kha, Tà Vũ Sinh xoa xoa lòng bàn tay, lộ vẻ hèn mọn, dáng vẻ tự như không thể nào chờ đợi được nữa, trạng thái hưng phấn đầy đáng ghét. Hắn không thể nào đợi chờ được nữa, rất muốn xem hoang xuất thủ và chứng kiến việc trọng đại này. Nguyệt Thuyền thì trợn mắt nhìn thấy hai người này, nàng chẳng biết nói gì nữa. Đi, dẫn đường nào, đi dã ngoại ăn cơm thôi. Thanh Hạo vung tay để Tà Mập dẫn đường, muốn đại khai sát giới, triển khai một bữa tiệc nướng. Ấy, đây là hư thần giới mà, có thể ăn được luôn à? Tà Mập chột dạ cũng hoài nghi, đây không phải là hiện thực nên dù có trải nghiệm rất chân thật và hiện tại lòng đầy kích động đi nữa thì đầu óc của hắn cũng không gặp phải vấn đề gì. Yên tâm đi, có một số thứ có thể ăn mà ăn lại rất ngon nữa kìa. Thành Hạo vỗ vỗ bà vai của hắn. Tà Mập vừa nghe vậy thì vẫn tâm lý, biết tình huống này chắc chắn không phải là lần đầu làm như thế. Hắn liền nở một nụ cười, khuôn mặt bảnh bao lúc lắc, đôi mắt nhíu lại phóng ra từng ánh tinh quang đầy hưng phấn. Nguyệt Thiền cũng chẳng biết nói gì nữa, luôn cảm thấy hai tên khốn này một khi gặp nhau đều cấu kết là một việc xấu cả, vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng người tốt lành gì. Đi, 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 Tà Vũ Sinh nhanh chóng dẫn đường tiến vào trong đầm lầy. Tuy rằng không tìm được lối ra, thế nhưng trong phạm vi nhất định thì hắn cũng không hoàn toàn lạc đường được. Dù sao mọi người tới từ thượng giới đều ở chung một khu vực, chứ không có hoàn toàn phân tán gì. Ồ, huynh đệ, nơi này nè. Trên đường đi thì bọn họ bắt gặp được Thiên Giác Nghĩ đang chửi rủa không thôi. Thanh Hạo cười ha hả, chia tách mấy chục ngày và hiện tại lại gặp mặt, hắn rất là cao hứng. Nhưng mà rất nhanh sau đó hắn cũng không tài nào cười nổi nữa. Một câu chửi của Thiên Giác Nghĩ đã khiến cho hắn té ngửa. Tên xấu xí này là ai thế hả? Tại sao các ngươi lại đi chung với hắn làm gì? Ta cảm thấy thật xấu hổ khi làm bạn với bọn người đó. Thiên Giác Nghĩ màu vàng muốn bới lông tìm vết, bởi vì trước đây không lâu đã bị đám người của tiên vật làm rối tung rối mù, thiếu chút nữa đã sống mái một phen, thế nhưng vẫn phải kìm nén đầy trong bụng. Hiện giờ khi nhìn thấy Thanh Hạo miệng rộng đầy răng nanh thì liền trào phúng. Thành Hạo chẳng hề hai lời, tới chính là một chưởng. Sức lực lớn như vậy luôn à? Thiên Giác Nghĩ lại khiếp sợ. Hiện giờ nó đã hóa thành hình người, là một thiếu niên tóc vàng không ngừng dùng sức vung vẩy hai cánh tay mình. Dòng dõi Thiên Giác Nghĩ được mệnh danh là người có sức mạnh mẽ nhất, đứng hạng số 1 số 2 trong các chủng tộc thiên về sức lực, thân thể mạnh mẽ không gì bị kịp. Ngươi là hoang. Rất nhanh sau đó nó đã tỉnh ngộ, sức lực lớn như vậy vả lại xuất hiện ở hạ giới này, bên cạnh còn có Tà Vũ Sinh cùng với Nguyệt Thiên đi cùng, chớp mắt liền sáng tỏ kẻ này là ai. Bởi vì từ khi xuất đạo tới giờ thì cũng chẳng mấy có ai dám dựa vào sức lực để đấu tay đôi với nó, mục tiêu trước mắt này cũng đã quá là rõ ràng. Sau khi biết được đây là Thạch Hạo thì Thiên Nhất Nghĩ đã kích động không thôi, tiếp đó lại biết được mục đích của hai kẻ này. Tình khốn nóng tính độc ác còn hơn cả Thạch Hạo này, liền đề xuất nướng chín và gặm sạch những đám người của tiên vật kia. Ừ, đúng rồi, vừa nãy ta còn trông thấy một con rồng, hắn là xích long thuần huyết đó. Thế nhưng tiếc rằng nó đã lấy lên rồi bị mất tâm, chẳng thể đuổi kịp nữa. Thiên Giác Nghĩ đề xuất đi ăn thịt rồng.
đừng ăn, đó là đồ đệ của ta đó, Thạch Hạo nói. Việc này khiến cho mấy người hai mắt nhìn nhau đầy giật mình. Mới chia tay được bao lâu mà tên khốn này đã thu lấy một đệ tử chân long rồi. Thật chẳng hề đơn giản chút nào, hạ giới thật là tà môn. Sương máu lượn lờ bốc hơi trên đồng đầm này, khu vực này rất là kỳ lạ, đầu đầu cũng là màu đỏ tươi. Nơi sâu trong đầm này còn có một vài gốc cổ thụ, thế nhưng rất là thưa thớt và cách xa lẫn nhau, chỉ là chúng cao lớn tới đặc biệt tự như là ngọn núi vậy. Cảnh tượng rất là khủng khiếp, bên trên chơi lấy mấy vài bộ thi hài cũng không biết đã chết đi bao nhiêu vạn năm rồi. Đây là nơi nào thế? Nhóm người của thượng giới tụ tập lại cùng nhau để thương lượng xem ra ngoài như thế nào. Bên trong quốc gia tinh thần lại còn có một khu cổ địa máu tanh như vậy à? Thật sự quá là khó hiểu, khu vực này tồn tại quanh năm ư? Phó giáo chủ của thiên quốc lên tiếng nói, hắn rất mẫn cảm với loại xương máu này, dù sao cũng là phó giáo chủ trong sát thủ, cất bước trong màn đêm, quanh năm suốt tháng tắm trong máu và xương. Đây chính là chiến trường chí tôn, đã từng có cao thủ tuyệt thế tiến hành cuộc đại chiến tinh thần ở nơi này và người bị ma táng ở đây cũng không tính là ít. Một vị sinh linh của tiên điện nói, đây là nhân vật số 2 của tiên điện, giáo này có một lão chí tôn đã sinh sống vô tận năm tháng, mà xuống dưới nữa chính là kẻ trước mắt này. Nơi này thậm chí còn có cả ý thức của tiên đạo nữa, có chân tiên bỏ mạng, có tinh thần ý thức bất hủ của hài cốt nữa, có người khác bổ sung. Đám người Thành Hạo tiến tới và đây đã nhìn thấy nhóm người này từ nơi xa. Trên đường bọn họ cũng gặp được Yêu Nguyệt công chúa, Trường Cung Diễn cùng với Xích Long các cô nữa, tất cả đều tụ lại cùng một chỗ. Còn có người khác xuống hạ giới nữa không thế? Thạch Hạo sau khi hỏi rõ thì bắt đầu nhắc, hai vị lão gia ơi, các ông có nghe thấy không vậy thế? Mấy người mà ta vừa miêu tả kia nữa kìa, có ở trong không vậy? Hỗ trợ chăm nom bọn họ chút nha. Hắn vẫn luôn sợ sự quái lạ của đầm lầy này ép những người quen biết của mình vào tuyệt cảnh, thành ra mới nhờ điểu gia cùng với Thiên Bích đại gia giơ cao đánh kẻ vào trong nom đôi chút. Chờ đây nha, ta tới là được rồi, Thạch Hạo nói với mọi người núp ở nơi xa, nếu không cứ tiến thẳng vào đó thì thân phận của hắn sẽ liền lộ ra ánh sáng ngay. Hắn còn chưa muốn trở lại thượng giới, vẫn còn muốn ẩn núp, không hy vọng sự yên tĩnh của ngày sau sẽ bị đánh vỡ. Trên đường tiến tới thì hắn nghe được lời bàn luận của đám người kia. Hạ giới này thật là kỳ lạ cũng như là tà đạo. Giờ chúng ta sao lui lại đây? Thành Hạo yên lặng tiến tới. Ồ, ngươi là ai? Có người giật mình hỏi. Ta là người từng giao thủ với Hoang. Sau khi nghe các người nhắc tới Hoang thì tới đây xem chút thôi. Thành Hạo lên tiếng. Ồ, ngươi từng giao thủ với Hoang à? Là kẻ địch của hắn mà vẫn còn sống luôn, không đơn giản nha. Giao thủ khi nào thế? Hiện tại hắn như thế nào rồi? Có người hứng thú hỏi. Hơn 10 năm trước rồi, rất lâu không gặp lại. Thành Hạo đáp. Ha ha ha, ta biết ngay mà. Hoang đã phế bỏ rồi, chỉ mà thiên tư trời ban, đời nào còn có thể chống lại thủ đoạn của chân tiên chứ? Đây chính là kết cục khi đắc tội với tiên địa ta đó, đã bị phế bỏ hoàn toàn. Đứng bên cạnh nhân vật số 2 của tiên điện có một lão bọc chờ cười to nói. Lão già vô liên sĩ cười cái gì đó hả? Thành Hạo liếc xéo. Người nói cái gì đó hả? Dám nói chuyện với ta như vậy à? Ngươi là ai? Năm xưa đã bại dưới tay của Hoang mà giờ lại dám càn rỡ với ta. Ngươi có biết chúng ta là ai không hả? Nói cho mà biết, chính chúng ta đã phế bỏ hắn đó. Lão bọc của thiên địa quát lớn. Ha ha ha, vì đạo hữu xin bớt giận, chúng ta còn có chuyện muốn hỏi. Có người lên tiếng, chính là người của vương gia ở Cửu Thiên. Đáng tiếc không hề có người được gọi là vương thập gì gì đó, hắn không có ở đây. Thành Hạo không hề nể nang gì cả, xuất thủ đấm ra một quyền, phịch. Ông lão của tiên điện không cách nào tránh thoát được, liền nổ tung, chỉ còn sót lại mỗi đầu lâu lăn lóc dưới bãi thịt nát, hét thảm không thôi. Tất cả mọi người đều ngây người, không nghĩ tới nói liền là ra tay ngay. Dám sỉ nhục ta à? Thành Hạo xoa xoa tay, ung dung tiến về trước. Tới cùng ngươi là ai? Phó giáo chủ của thiên quốc quát lên. Ta chính là đại hung hạ giới trong miệng của các ông đó. Tuy rằng ta là địch thủ của Hoang, thế nhưng cũng chẳng hề có chút hào cảm gì với các ông cả. Cái tên y hải gì gì đó chính đã bị ta trấn áp đó, Thành Hạo nói. Khi nghe như vậy thì cả đám người đều sợ cả tóc gáy. Hạ giới thực sự có đại hung thần bí ư? Xoẹt, phó giáo chủ thiên quốc biến mất. Hắn chính là đầu sỏ sát thủ có thực lực cao thâm, muốn ẩn núp trong màn xương để tùy thời xuất thủ. Đáng tiếc tốc độ của cậu Thành Hạo còn nhanh hơn cả hắn, cả người lướt ngang để lại một chuỗi bóng mờ ngay tại chỗ. Tiếp đó một quyền đập tới khiến cho hư không uốn éo theo. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nên biết ở trong khu vực này đều không có cách nào thi triển được pháp và đạo. Thế nhưng sinh linh miệng rộng đầy răng nanh này lại mạnh mẽ như thế. Phịch, phó giáo chủ của thiên quốc ăn lấy một quyền và nửa người nổ tung, nửa còn lại bê bết máu bay ngược ra sau và nện thẳng xuống vùng bụng nhão. Đạo hữu, người hơi quá rồi đó, nhân vật số 2 của thiên điện lạnh lùng lên tiếng, khí thế trừng ổn không thể nào kinh hoảng gì, vẫn đang hăm hê nhìn kỹ Thành Hạo. Thành Hạo căm hận nhất chính là người của thiên điện, cũng không muốn nhiều lời, hắn nắm quyền đánh về trước. Tới đây thì cũng tạm thời kết thúc nội dung của tập hôm nay rồi. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thông báo cho tập sau nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.